vòng lưng vách núi lừng lờ làn mây trắng. Con chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng. Vui đi chân, ta cùng xuống chợ. Bướm trắng bay quanh bên những rừng mơ. Kiểu một chàng trai mắt sáng từ đường mòn vách núi. Anh vui gì mà sao? Vậy không có lý do gì với tình cảm của đồng bào dân tộc Mông. Muốn bạn có muốn được gửi tới một tình cảm lớn hơn nữa được không? Mình cũng rất sẵn lòng để gửi tới cho tất cả quý vị và bà con nông dân ở đây một ca khúc nữa. Thế nhưng mà Trường Giang muốn hát song ca một bạn nữ nào đây được không? Cùng với MC được không nhỉ? Ví dụ như là ca khúc Gặp Nhau Trong Rừng Mơ, sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trung nhỉ? Bạn hỗ trợ mình nhé, chứ mình hát thì không hay. Trong rừng em ánh lặng như có tiếng hươu phi. Người con gái có nụ cười đẹp quá, em vui gì mà níu lo như đàn chim trời. Mây bay lang thang trên đỉnh núi xa rồi, anh đây như đây bên dưới đàn hình vơ. Trong lòng mình một cô gái miền núi đó.